do Bệnh viện Đa khoa Medlatech tổ chức. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi thì đang được livestream trực tiếp trên fanpage và kênh YouTube của Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì gan là bộ phận nội tạng lớn nhất trên cơ thể và có vai trò vô cùng quan trọng. Gan giống như một nhà máy hóa chất, làm nhiệm vụ chuyển hóa các chất dinh dưỡng, thanh lọc độc tố, tổng hợp và đào thải mật, tạo ra các enzyme cần thiết cho cơ thể. Hiện nay thì các tình trạng bệnh lý về gan mật đang gia tăng một cách đáng kể. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, từ nguyên nhân bên ngoài cho đến nguyên nhân bên trong. Các yếu tố nguyên nhân bên ngoài có thể kể đến đầu tiên đó chính là do lạm dụng rượu bia. Tiếp theo đó chính là về thiếu chất dinh dưỡng hoặc là nhiễm khuẩn, gồm có virus, vi khuẩn, ký sinh trùng. Còn nguyên nhân bên trong thì chủ yếu là do các bệnh lý như tim mạch, bệnh cường giáp, bệnh thận gây nên. Để có một lá gan khỏe mạnh thì chúng ta cần phải phòng ngừa những căn bệnh về gan và về mật như thế nào, hay là ở giai đoạn nào với những biểu hiện gì thì chúng ta nên đi khám để xem mình có đang mắc những căn bệnh về gan mật hay không. Tất cả những câu hỏi đó, tất cả những nội dung này sẽ đều được giải đáp trong chương trình hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị, sau số đầu tiên tọa đàm online với chủ đề phân biệt những biểu hiện giữa COVID-19 và các bệnh lý thường gặp mùa xuân hè, thì chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những comment, chia sẻ và ý kiến đến từ quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vì đã dành thời gian và sự quan tâm cho chúng tôi. Và thông qua chương trình đó thì tiếp tục với những số tiếp theo này, chúng tôi cũng vẫn gửi đến quý vị những món quà dành cho những quý vị theo dõi livestream của chúng tôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay tất cả quý vị theo dõi livestream của chúng tôi thì quý vị chỉ cần comment chữ quà tặng kèm theo số điện thoại của mình ở phía dưới là nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến quý vị để gửi tặng quý vị những món quà, đó chính là voucher 300.000 đồng để có thể sử dụng các dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng vẫn có những mini game như những số trước, đó chính là những quà tặng dành cho những khán giả nào trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chuyên gia đưa ra, và những quý vị đó sẽ nhận về cho mình phần quà, đó chính là voucher sử dụng các dịch vụ của Bệnh viện Đa khoa Medlatech trị giá 1 triệu đồng. Cho nên quý vị hãy ở lại với chúng tôi cho đến những giờ phút cuối cùng, và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với buổi trò chuyện ngày hôm nay sau một ít phút nữa. Quý vị, đồng hành với chúng ta ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu những chuyên gia và khách mời đến tham gia chương trình. Đầu tiên xin được giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc, là nguyên trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Bạch Mai, Phó Chủ tịch Hội Gan Mật Việt Nam, chuyên gia gan mật Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Và vị chuyên gia tiếp theo chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu một vị chuyên gia ngồi ngay bên cạnh tôi đây, đó chính là thạc sĩ bác sĩ Trịnh Thị Quế, giám đốc trung tâm xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa Medlatech. Và thưa quý vị, ngày hôm nay khách mời cùng đến tham gia buổi tọa đàm với chúng ta ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu anh Bạch Đăng Độ. Anh là khách hàng thân thiết đã theo dõi và điều trị bệnh lý viêm gan B tại Medlatech trong nhiều năm qua. Xin chào MC, xin chào toàn bộ khán giả. Chương trình. Thưa quý vị khán giả, trong thời gian quý vị gửi những câu hỏi trực tiếp về những thắc mắc của mình để cho các chuyên gia trả lời, thì chúng tôi cũng xin phép được dành thời gian này để các chuyên gia sẽ cùng tổng quát những kiến thức cơ bản về các bệnh lý về gan mật cũng như là về tình trạng mắc các bệnh gan mật ở Việt Nam hiện nay để quý vị có thêm được những kiến thức nền cho mình. Và câu hỏi đầu tiên thì xin phép được gửi đến Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc. Thưa tiến sĩ, qua một thời gian rất là dài hoạt động trong lĩnh vực này thì rất mong Phó giáo sư tiến sĩ sẽ cùng chia sẻ là vậy thì khái quát về bệnh lý mật, tỷ lệ mắc trong cộng đồng và tình trạng sức khỏe của đa phần người bệnh khi mà tìm đến gặp bác sĩ là như thế nào?
Như chúng ta đã biết ấy, gan là một như được một ví như là một nhà máy hóa chất. Thế cái tổn rất là nhiều các nguyên nhân mà có gây ra tổn thương gan. Cái thứ nhất là chúng ta biết rằng là tổn thương gan do virus viêm gan, mà cái nguyên nhân này là đứng một vị trí rất là quan trọng ở nước chúng ta. Trong virus viêm gan ấy thì chúng ta biết rằng có 5 loại A, B, C, D và E. Trong đó viêm gan A, viêm gan B và C là nguy hiểm nhất bởi vì có thể gây ra viêm gan mạn tính và xơ gan và ung thư tế bào gan. Ngoài ra những tổn thương gan còn có thể do những chất độc, thí dụ như là uống những cái loại thuốc lá hoặc là những rượu bia cũng có thể gây tổn thương gan. Hoặc nữa là những cái tổn thương gan do những các cái bệnh lý về nhiễm trùng, ký sinh trùng như là nhiễm trùng huyết hoặc sốt xuất huyết, hoặc là những cái bệnh về ký sinh trùng. Và một cái nguyên nhân mà chúng ta rất là hay gặp mà chúng ta không hay hay bỏ qua là những viêm gan tự miễn. Tức là viêm gan tự miễn là trong cơ thể sản xuất ra những kháng thể đánh nhau với tế bào gan và nó gây tổn thương gan. Nói tóm lại thì có rất là nhiều các cái nguyên nhân gây tổn thương gan. Và hiện nay trong cái thời điểm mà chúng ta biết rằng là có rất nhiều các cái bệnh lý mà chúng ta hay gọi là gan nhiễm mỡ, thì cái trước kia thì chúng ta ít quan tâm, nhưng hiện nay cái bệnh lý về gan nhiễm mỡ là một trong những cái bệnh lý mà chúng ta cũng cần quan tâm, đặc biệt là khi mà kinh tế phát triển và cái công nghệ phát triển thì chúng ta thấy rằng gan nhiễm mỡ nó rất là hay gặp. Đối với những cái bệnh lý về gan thì chúng ta biết rằng là ví dụ như ở Việt Nam chúng ta viêm gan virus B là chiếm một cái tỷ lệ gần như là cao nhất thế giới, và đó cũng là một trong nguyên nhân mà gây ra ung thư gan. Chúng ta biết rằng là ung thư gan do ở Việt Nam đứng thứ hai ở khu vực châu Á và đứng thứ ba trong cái khu vực, đứng thứ hai trong Đông Nam Á và đứng thứ ba trong khu vực châu Á. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái tỷ lệ nhiễm gan B của Việt Nam rất cao, cho nên là cùng với nhà nước chúng ta làm thế nào để giảm cái tỷ lệ mắc viêm gan B. Bởi vì viêm gan B chúng ta thấy là có vaccine để phòng bệnh. Còn đối với gan C thì chúng ta biết rằng hiện nay chưa có vaccine để phòng bệnh, cho nên những các biện pháp về truyền máu hoặc là những cái sinh hoạt chúng ta cũng cần chú ý. Thì đấy là sơ qua mấy cái nguyên nhân về tổn thương gan như thế. Dạ thưa phó giáo sư, có thể nói những con số mà phó giáo sư chia sẻ là những con số đáng báo động, toàn là ở top đầu thôi. Vậy thì người dân chúng ta nên có những biện pháp nào để có thể phòng ngừa, để tránh mắc phải những căn bệnh này ạ? Một cái chúng ta cần chú ý, tất cả những trường hợp mà bệnh lý về gan mà chắc là anh Độ cũng đã từng biết, tức là người Việt Nam của chúng ta không có một cái thói quen đi khám gan, mà thường chúng ta để là bệnh nhân rất là nặng chúng ta mới đi khám. Thì tôi đã làm một cái theo dõi thì chúng ta biết rằng là từ lúc bệnh nhân viêm gan virus B đến lúc xơ gan và ung thư gan phải thời gian phải từ 30 năm trở lên. Tuy nhiên phải 30 đến 50% cái số đó lần đầu tiên đến bác sĩ. Đấy cho nên chúng ta biết mà, bởi vì các cái biểu hiện về tổn thương gan thì nó rất là tiềm tàng, rất là âm ỉ, mà nếu mà chúng ta không đi khám ấy, thì chúng ta sẽ không phát hiện ra bệnh được. Và chúng ta không phát hiện ra bệnh thì chúng ta không có điều trị kịp thời, mà để đến những cái biến chứng ví dụ như là xơ gan mất bù hoặc là ung thư gan chúng ta mới đi kiểm tra và chúng ta mới điều trị thì lúc đấy đã quá muộn rồi. Hoặc nữa những các cái một số cái tổn thương gan mà chúng ta biết rằng là do ngộ độc những các cái thuốc như thuốc trừ sâu, hoặc một cái mà chúng ta rất là gần gũi mà chúng ta thấy rất hay bỏ qua, thí dụ như là đặc biệt những đồng bào ở miền núi rất hay có những cái thói quen là uống rượu và uống những cái thuốc lá mà loại nấm. Chúng ta biết rằng có những trường hợp mà một gia đình coi như là bị ngộ độc toàn bộ gia đình cái tổn thương gan mà do cái ăn nấm không rõ nguồn gốc, mà chúng ta thấy rằng là những trường hợp đó thì có thể dẫn đến là hôn mê gan và bệnh nhân cái nguy cơ tử vong rất cao. Hoặc nữa những trường hợp mà viêm gan tự miễn mà chúng ta không có điều trị, chúng ta không phát hiện ra thì chúng ta cũng gây ra bệnh nhân xơ gan và ung thư gan. Và giống như là MC vừa nói đấy, tức là hiện nay ở Việt Nam ta cái nguy cơ mà cái tổn thương gan do rượu ấy chiếm một cái vị trí rất là cao ở khu vực Đông Nam Á. Bởi vì chúng ta lúc nào chúng ta cũng có thể uống bia hoặc rượu. Tôi đã gặp rất là nhiều bệnh nhân thì cứ bảo em không uống bia, em không uống rượu thì em uống bia có được không? Thì tôi cũng cười đùa là coi như là 4 cốc bia thì bằng cốc rượu, đúng không? Đấy, bởi vì bia thì khoảng 5 đến 8 độ, rượu thì khoảng 40 độ. Thì chúng ta thấy rằng là cứ bảo là uống bia nó nhẹ nhưng mà chúng ta uống một cái lượng rất nhiều thì nó cũng gây ra tổn thương gan. Thì đấy là những nguyên nhân mà chúng ta cần chú ý. Tóm lại, có rất là nhiều cái nguyên nhân gây tổn thương gan mà muốn để phát hiện sớm và điều trị thì chỉ bằng cách là chúng ta cần đến các cơ sở y tế để chúng ta xét nghiệm và chúng ta phát hiện ra là chúng ta có bị viêm gan virus gì không, hoặc là chúng ta có những cái tổn thương gan do những nguyên nhân nào thì chúng ta điều trị dựa vào các nguyên nhân đó cho nó phù hợp. Rất cảm ơn.
những chia sẻ quý báu của Phó giáo sư. Câu hỏi tiếp theo thì tôi muốn gửi đến Thạc sĩ Quế. Được biết rằng là Medlatech thì là một trong những đơn vị là đơn vị hàng đầu tại miền Bắc về xét nghiệm, hàng ngày thì có thể xét nghiệm hàng ngàn các loại xét nghiệm chuyên khoa, kết quả chính xác kịp thời, và đặc biệt là còn có thêm những dịch vụ rất là tiện lợi cho khách hàng, cho người bệnh, đó chính là dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà. Vậy thì rất mong thạc sĩ có thể chia sẻ hiện nay thì chúng ta thường sử dụng những phương pháp nào để có thể phát hiện và chuẩn đoán bệnh, hoặc là phương pháp nào đang là phương pháp tiên tiến nhất được sử dụng hiện nay ạ? Thưa quý vị, như Phó Tư Ngọc cũng vừa chia sẻ là viêm gan thì nó có nhiều thể viêm gan, từ viêm gan cấp, viêm gan mạn, xơ gan, ung thư gan. Vậy thì không có một cái xét nghiệm nào mà chỉ duy nhất một xét nghiệm chúng ta có thể chẩn đoán xác định hoặc là chẩn đoán giai đoạn của viêm gan. Vì vậy để chẩn đoán cho các thể viêm gan thì chúng ta có rất nhiều xét nghiệm để xét nghiệm. Ví dụ như những cái xét nghiệm thông thường như là đánh giá cái enzyme gan, như là men gan và các cái chức năng mật. Ngoài ra chúng ta còn có các phương pháp miễn dịch như là trên hệ thống máy miễn dịch, và các phương pháp tiên tiến hơn như trên hệ thống sinh học phân tử để đo tải lượng virus, hay là các xét nghiệm để đánh giá đột biến định tiếp viêm gan, hoặc là xác định đột biến kháng thuốc. Thì có rất nhiều kỹ thuật trong để chẩn đoán xác định, chẩn đoán phân biệt hay là chẩn đoán giai đoạn của viêm gan B. Thì hàng ngày tất cả các xét nghiệm này thì đều đang được hàng ngày thực hiện tại trung tâm xét nghiệm của Medtech Group. Thưa quý vị, rằng ngày hôm nay thì đến tham gia chương trình thì chúng ta có mời đến đây một khách mời. Như đã giới thiệu đến quý vị thì anh Độ là một khách hàng thân thiết và cũng đã điều trị bệnh viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa Medlatech trong suốt một thời gian vừa qua. Và trong chương trình ngày hôm nay thì quý khán giả cũng như là Minh Thu cũng rất mong muốn là anh Độ sẽ cùng chia sẻ về tình trạng bệnh của mình. Thưa anh Độ, vậy thì thời gian mà từ khi mà anh phát hiện ra là mình bị viêm gan B cho đến lúc mà anh quyết định là điều trị, thì cái giai đoạn đấy của cái khi mà phát hiện ấy ạ, thì bệnh tình của anh đang ở giai đoạn nào? Thưa em thì là mình thì cách đây khoảng 15 về trước thì vô tình là mình đi xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, thì mới vô tình là mình phát hiện ra viêm gan B. Thì từ ngày đấy là mình cũng thường xuyên là một năm là hai lần đến Bệnh viện Medlatech để điều trị và xét nghiệm và để điều trị. Cái lúc đầu tiên mình phát hiện ra ấy, thì cái chỉ số là virus là nó cao, và cái men gan nó thường thường nó cao, nhưng qua quá trình mình đi xét nghiệm kiểm tra và được các bác sĩ, nhất là Phó giáo sư Ngọc trực tiếp khám chữa cho mình, thì cũng theo đơn thuốc thì mình dùng theo đơn thuốc của bác sĩ Ngọc, là từ lúc đấy là mình cảm thấy là nó cái bệnh tình của mình nó cũng suy giảm nhiều. Ở thời điểm hiện tại thì tình trạng sức khỏe của anh như thế nào? Có vấn đề gì nữa không ạ? Mình thì lúc sức khỏe mình vẫn bình thường, vẫn lao động và vẫn sinh hoạt vẫn bình thường, ăn ngủ tốt. Đầu tiên là xin được chia vui cùng với anh về việc là đã cải thiện tốt được tình trạng bệnh lý của mình. Nhưng cũng có một tin vui nữa với anh, rằng là ngày hôm nay thì cũng là một cơ hội hiếm để anh có thể ngồi cùng với hai chuyên gia của bệnh viện, hai chuyên gia đến tham dự chương trình. Thì nếu như mà anh có câu hỏi nào thì anh sẽ được trực tiếp hai chuyên gia trả lời. Anh có câu hỏi nào về tình trạng của mình không ạ? Có, thì hôm nay thì cũng mình cũng xin hỏi giáo sư Ngọc rằng là trong quá trình em đang điều trị của giáo sư thì bệnh tình nó cũng đã tiến triển tốt rồi, thì em sẽ duy trì đến gặp giáo sư để điều trị tiếp. Nhưng có một cái vấn đề mà em hỏi là, ví dụ trong người thân trong nhà, ví dụ vợ và con em bây giờ nó chưa bị viêm gan B, thì có thể là mình có thể tiêm phòng được không ạ? Rất là cảm ơn anh Độ. Thì cũng là một người mà đã đồng hành với tôi rất là lâu rồi. Thì đến bây giờ ấy, thì đều qua quá trình điều trị ấy, thì bệnh của anh cũng là ổn định. Tải lượng virus thì là cái nhân của con virus nó không còn nữa, nhưng mà cái kháng nguyên bề mặt nó vẫn còn, cho nên anh tiếp tục phải điều trị. Thế thì viêm gan virus B ấy, thì nó lây qua 3 đường. Cái thứ nhất là mẹ sang con là chiếm một tỷ lệ cao nhất, tức là dự kiến ở Việt Nam chúng ta 10 người phải 6 người là do mẹ truyền. Thứ hai là đường máu. Đường máu từ tiêm trích ma túy truyền máu chạy thận nhân tạo ghép phụ tạng. Đấy là đường máu rất rõ, đến đường máu mà chúng ta không để ý, như là xăm mắt, xăm môi, cạo răng, cạo râu. Và thứ ba là đường tình dục.
Chính vì thế trong một gia đình nếu mà một người bị viêm gan thì chúng ta cần xét nghiệm tất cả những người trong gia đình xem có bị mọi người có bị viêm gan hay không, và cũng xem là mọi người đã có mang kháng thể viêm gan không. Thì nếu mà trong trường hợp đó thì anh cũng nên mời mọi người trong gia đình ấy, anh cũng đã quen biết và khám với chỗ Melatech rất là nhiều rồi, thì anh sẽ xem là mọi người trong gia đình đã bị nhiễm chưa. Nếu bị nhiễm thì chúng ta có phương pháp theo dõi tiếp, còn nếu trong trường hợp mà chưa bị nhiễm thì chúng ta mà chưa có kháng thể thì chúng ta nên tiêm phòng để giảm cái nguy cơ lây trong gia đình. Cảm ơn bác sĩ. Như vậy là theo chia sẻ của một giáo sư thì cái tỷ lệ lây nhiễm và mắc các bệnh về viêm gan rất là cao đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta còn có sự hiện diện của thạc sĩ Quế, thì không biết là anh Độ có câu hỏi gì nữa không ạ? Mình thì cũng hỏi thế là cũng vì mình đã đồng hành cùng ở Melatech cùng mấy bác sĩ phó giáo sư Ngọc rồi. Thì tất cả những cái vấn đề là đã được phó giáo sư chỉ dẫn là đều rồi. Xin cảm ơn. Thì cũng đã đồng hành và sử dụng dịch vụ của Melatech hơn 10 năm rồi đúng không ạ? Và có lẽ là những câu hỏi này thì sẽ thuộc ở phần lớn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, đặc biệt là những quý vị khán giả mà chưa trải nghiệm những dịch vụ thăm khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Melatech. Và bây giờ sẽ là thời gian để quý vị chúng ta có thể đặt những câu hỏi của mình. Thưa quý vị, Minh Thu xin được nhắc lại một lần nữa rằng ngày hôm nay tất cả quý vị theo dõi livestream của chúng tôi chỉ cần để lại comment có chữ quà tặng kèm theo đó là số điện thoại của quý vị thì quý vị sẽ được nhận về cho mình voucher 300.000 đồng để có thể sử dụng các dịch vụ của Bệnh viện Đa khoa Melatech. Còn nếu như quý vị có câu hỏi thì quý vị vui lòng gửi câu hỏi kèm theo số điện thoại của mình, bởi vì với buổi livestream lần trước thì vì thời lượng có hạn cho nên chúng tôi không thể nào giải đáp trực tiếp tại trường quay tất cả những câu hỏi của quý vị, nhưng mà chúng tôi sẽ inbox cụ thể đến quý vị sau khi kết thúc chương trình. Và ngày hôm nay với việc quý vị để lại số điện thoại thì chúng tôi có thể trực tiếp gọi điện tư vấn và giải đáp những thắc mắc của quý vị ngay lập tức ạ. Quý vị cũng đừng quên là đặt câu hỏi và kèm theo số điện thoại của mình nhé. Mình cũng đã nhìn thấy hiện tại ở đây đang có khoảng 50 comment của quý vị rồi. Nếu quý vị muốn nhận được quà tặng đến từ Melatech thì hãy nhanh chóng tiếp tục comment ạ và tiếp tục đặt những câu hỏi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên. Vâng, thưa chuyên gia, thưa khách mời, chúng ta đang nhận được khá là nhiều những câu hỏi quan tâm từ phía khán giả đang theo dõi chương trình. Và Minh Thu xin phép được bắt đầu với câu hỏi đầu tiên ạ. Câu hỏi này thì về chuyên môn thì Minh Thu xin phép được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Thị Ngọc ạ. Ở địa chỉ Facebook là An Thi thì có một câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, bố tôi mất vì ung thư gan đã được 5 năm nay. Vừa rồi thì tôi có khám sức khỏe. Bác sĩ có nói là men gan của tôi cao. Liệu tôi có bị ung thư giống như bố không? Một câu hỏi cũng rất là khó chúng ta để trả lời. Tuy nhiên là trước hết cũng xem là bác bị ung thư gan là do cái nguyên nhân gì. Bởi vì ung thư gan cũng rất là nhiều các nguyên nhân. Nếu ví dụ như là do virus viêm gan hay không, thì trong trường hợp nếu mà bác bị ung thư do virus viêm gan thì cái nguy cơ lây truyền trong gia đình là có. Và bạn nên đến bệnh viện để xét nghiệm xem là bạn có mang virus viêm gan B hay không. Và nếu mà trong người bạn có mang virus gan B thì là sẽ xét nghiệm thêm cái chức năng gan, và đặc biệt nữa là xem virus nó có hoạt động hay không để chúng ta tiến hành điều trị. Bởi vì trong một gia đình nếu mà một người đã bị ung thư gan thì nó không phải là di truyền nhưng nó có yếu tố gia đình. Và những người gia đình thì bình thường nhé, ví dụ như là khi mà cái nguyên tắc khi điều trị, nếu tải lượng virus cao khoảng từ 10^16 trở lên, men gan bình thường, nếu bệnh nhân 30 tuổi thì chúng ta chưa cần điều trị đặc hiệu. Nhưng nếu trong một gia đình mà đã có người bị ung thư gan thì mặc dù là men gan chưa tăng thì chúng ta cũng nên tiến hành điều trị sớm cho bệnh nhân. Thì đấy là trường hợp của gia đình thì bạn nên đến bệnh viện và chúng ta kiểm tra và bác sĩ sẽ cho những cái hướng cụ thể hơn nữa. Chứ không phải là trong một gia đình bố bị ung thư gan là con cũng bị ung thư gan, hoàn toàn không có như thế. Vâng ạ, cảm ơn Phó Giáo sư. Như vậy là có rất nhiều yếu tố để đánh giá xem là tình trạng của bạn An Thi có bị ung thư hay không. Theo như Phó Giáo sư chia sẻ thì có phần trăm, tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải đến để làm các xét nghiệm, bởi vì mỗi một yếu tố là men gan cao thôi vẫn chưa đủ, chúng ta lưu ý. Và nếu như có câu hỏi thêm và thắc mắc thêm thì khán giả địa chỉ Facebook An Thi có thể tiếp tục comment cùng với chúng tôi. Và Minh Thu có thấy một câu hỏi tiếp theo liên quan đến vấn đề xét nghiệm, thì chắc là với câu hỏi này Minh Thu xin phép được mời thạc sĩ bác sĩ Trịnh Thị Quế trả lời ạ. Nội dung câu hỏi đến từ địa chỉ Facebook Phương Nga như sau.
tôi đã làm xét nghiệm viêm gan B, máu, nước tiểu, siêu âm, xét nghiệm gan nhiễm mỡ và xét nghiệm tải virus. Các xét nghiệm trên có biết được là tôi có bị ung thư gan hay không? Và nếu cần phải làm tiếp xét nghiệm thì tôi cần làm xét nghiệm gì? Để biết được xét nghiệm, để biết được có ung thư gan hay không thì chúng ta trong xét nghiệm thì chúng ta có các cái xét nghiệm như là đánh giá các mắc cơ ung thư. Thế thì ngoài ra thì chúng ta cũng phải xem là các enzyme gan và các mắc cơ ung thư và các trên siêu âm, để đánh giá trên siêu âm nữa thì chúng ta mới biết được là bệnh có ung thư gan hay không. Các bạn có thể có tải lượng virus cao nhưng mà ung thư gan hay không thì nó lại phải qua cái giai đoạn nó chuyển thành ung thư gan. Vì vậy nên là các bạn phải theo dõi thường xuyên. Sau khi mà men gan tăng thì chúng ta phải bắt đầu điều trị và theo dõi thường xuyên. Và khi mà các mắc cơ ung thư tăng kèm theo là có thể các mắc cơ ung thư tăng kèm theo là có hình ảnh trên trên hình ảnh của siêu âm hoặc là CT thì lúc đấy thì chúng ta mới khẳng định được là ung thư gan. Dạ, thưa thạc sĩ, cũng nhân câu hỏi này thì Minh Thu cũng có một câu hỏi muốn thạc sĩ trả lời. Vậy thì sau một khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì chúng ta nên đi làm các xét nghiệm để xem là mình có bị những căn bệnh về gan hay không? Nếu như thông thường trên những bệnh nhân mà không có men gan tăng thì khoảng 6 tháng chúng ta nên kiểm tra một lần đối với những người mà đã có viêm gan virus. Còn nếu như đối với những người đang điều trị thì 3 tháng phải kiểm tra một lần. Dạ, xin được cảm ơn thạc sĩ. Câu hỏi tiếp theo đến từ địa chỉ Facebook có tên là Hướng Dương. Thưa bác sĩ cho cháu hỏi, bạn cháu lấy chồng được 1 năm, không có con, đi khám vô sinh, xét nghiệm chồng bị viêm gan B. Nghe tin đấy thì cháu sợ quá, vì bạn trai của cháu cũng bị viêm gan B. Vậy viêm gan B mà tháng 8 này cháu có kết hôn, nó có thực sự ảnh hưởng đến việc sinh sản sau này không ạ? Nhờ bác sĩ tư vấn. Với câu hỏi này thì chắc là xin được dành đến phó giáo sư ạ. Vâng, một cái nỗi băn khoăn của bạn ấy thì cũng rất nhiều người băn khoăn. Thế thì tôi đã gặp những trường hợp mà bệnh nhân bị mang virus viêm gan thì cứ hỏi là em bị mang virus viêm gan, em có lấy chồng được không? Và em lấy chồng thì em có con được không? Thì câu trả lời chúng ta là mang virus viêm gan chúng ta vẫn lấy chồng và vẫn có con bình thường. Tuy nhiên như tôi nói lúc nãy đấy, viêm gan virus B thì ngoài cái lây qua đường mẹ con, đường máu thì có lây qua đường tình dục. Cho nên khi mà mọi người chuẩn bị xây dựng gia đình thì nên kiểm tra xem là mình có bị nhiễm gan B không, hoặc là bạn đời tương lai của mình có bị nhiễm hay không. Hoặc nếu mà một trong hai người bị nhiễm ấy, thì cái người kia sẽ phải tiêm phòng vaccine viêm gan B. Và nếu mà chúng ta tiêm phòng mà có kháng thể rồi thì chúng ta không sợ bị lây. Còn đối với trong trường hợp mà chồng bị nhiễm gan B mà vợ bị không bị nhiễm gan B ấy, thì cái khả năng mà lây cho con thì nó không phải là cao. Nhưng mà nếu mà chồng không bị mà vợ bị viêm gan B thì chúng ta biết rằng là như hồi nãy tôi nói đấy, cái lây truyền từ mẹ sang con chiếm một tỷ lệ rất là cao trong người châu Á và đặc biệt là trong người Việt Nam chúng ta, đến 60%. Cho nên là khi mà bạn có thể là chưa phải điều trị, tức là men gan của bạn bình thường, bạn chưa đến 30 tuổi thì bạn chưa phải cần phải điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên khi bạn có thai, bắt đầu tháng thứ 6 là bạn phải uống thuốc. Uống như tôi vẫn hay nói với các bệnh nhân của tôi là uống là không phải để điều trị cho bản thân người mẹ, mà uống để giảm cái sự lây truyền từ mẹ sang con. Đấy, bắt đầu tháng thứ 6 mà chọn là những loại thuốc nào thì bác sĩ người ta sẽ cho. Và cái thứ hai nữa là khi em bé ra đời thì chúng ta phải tiêm phòng vaccine viêm gan B và thứ hai là kháng thể. Thì nếu chúng ta làm được cả ba cái bước như thế thì cái khả năng lây truyền từ mẹ sang con, từ nếu chúng ta không làm gì mà cái tải lượng virus của mẹ rất là cao thì có thể là truyền sang cho con đến 80%. Nhưng nếu chúng ta làm tốt như thế thì khả năng lây truyền cho con khoảng 5-6% thôi. Thì chúng ta thấy rằng là từ 80% xuống 5-6% là cả một vấn đề rất là tốt. Chính vì thế tôi vẫn hay nói là thế hệ ví dụ chúng tôi, hoặc là thì bởi vì hồi đấy một là chúng ta chưa có vaccine để dự phòng lây truyền cho mẹ sang con, hoặc cái sự hiểu biết nó chưa có nhiều, thì mẹ bị viêm gan mà đẻ với con bị viêm gan thì có lẽ cũng không đáng trách, bởi vì cái sự chưa có phương pháp. Tuy nhiên đấy, thế hệ các bạn bây giờ đang còn rất trẻ mà mẹ bị viêm gan mà để sinh con ra bị viêm, cũng viêm gan, thì là một cái điều rất đáng trách cho người mẹ. Tất nhiên trước khi trách người mẹ thì trách quản lý của xã hội, nhưng mà trước khi quản lý của xã hội thì chúng ta cần phải lo trong gia đình chúng ta trước đã. Chúng ta biết mình bị viêm gan thì chúng ta đừng để cho con bị viêm gan, bởi vì chúng ta biết rằng là một cái liều tiêm vaccine nó không có đắt, nhưng nếu mà chúng ta để lây truyền cho con thì chúng ta thấy rằng là nếu trẻ con bị nhiễm gan B từ mẹ sang thì truyền sang mạn tính là 80-90%. Mà để cho đứa trẻ bị nhiễm gan B mạn tính thì sau này
điều trị nó cũng rất vất vả, đúng không anh Đô? Thì chúng ta cố gắng đừng để cho con mình bị viêm gan B lây truyền từ mình sang, thì đấy là vấn đề rất là quan trọng. Dạ, thưa phó giáo sư, vừa rồi thì phó giáo sư có nhắc đến việc là tiêm vaccine. Vậy thì đa phần là hiện nay thì khi mà em bé được sinh ra thì đều đã được tiêm những mũi vaccine, trong đó có vaccine viêm gan B rồi. Tuy nhiên thì liệu rằng là khi mà đã tiêm rồi thì chúng ta đã có kháng thể hoàn toàn yên tâm rằng mình không bị lây hay không? Hay là chúng ta cần phải tiêm nhắc lại ạ? Cái thứ nhất là cái tiêm chủng mở rộng thì nó áp dụng cho tất cả những cái đứa trẻ mới sinh ra. Nhưng mà tôi vẫn nhắc lại là khi mà người mẹ bị nhiễm gan B thì phải có một cái chế độ tiêm riêng. Một là mẹ uống thuốc và bé sinh ra phải tiêm cả vaccine và kháng thể. Thì cái kháng thể của viêm gan virus B ấy, thì chúng ta biết rằng là sau thường thường bao giờ chúng ta phải tiêm 3 mũi. Và đối với trường hợp mà người mẹ bị nhiễm gan B ấy, thì chúng ta tiêm cái thời gian từ mũi thứ nhất đến mũi thứ hai nó sẽ ngắn khoảng 1 tháng. Còn đối với trong trường hợp mà chúng ta tiêm chủng mở rộng ấy, thì có thể là trong vòng 6 tháng thì chúng ta tiêm hết 3 mũi. Thì có thể rất là nhiều các lịch trình, có thể là mỗi mũi M0, M2, M5, đấy, tức là tùy trường hợp. Còn nhưng mà những trường hợp mà người mẹ bị viêm gan B thì chúng ta tiêm là mỗi mũi khác nhau, chỉ là 1 tháng. Tức là khi bé được 2 tháng thì đã tiêm hết 3 mũi rồi, thì đấy là cái vấn đề rất quan trọng. Thì khi mà chúng ta tiêm mà chúng ta cái lượng kháng thể nó thấp thì chúng ta có thể tiêm nhắc lại. Như vậy là chúng ta có rất nhiều những cách để tầm soát và phòng ngừa, đúng không rồi, ạ? Vâng. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư. Câu hỏi tiếp theo đến từ địa chỉ Facebook Thiên Bảo, có nội dung như sau: chồng em muốn tiêm phòng viêm gan B nhưng cần có giấy xét nghiệm máu, các chỉ số cần thiết trước khi tiêm. Cho em hỏi bệnh viện mình có làm xét nghiệm này không và sẽ gồm các chỉ số nào, em cảm ơn. Chắc là với câu hỏi này ở địa chỉ Facebook Thiên Bảo thì xin được mời thạc sĩ bác sĩ Trịnh Thị Quế trả lời. Vâng, để tiêm phòng viêm gan B thì trước khi tiêm thì chúng ta cần phải làm xét nghiệm kháng thể, xem là đã có kháng thể hay chưa, và cái lượng kháng thể là bao nhiêu, thì chúng ta sẽ đưa ra cái liệu trình là chúng ta tiêm bao nhiêu mũi. Vậy cái kháng thể thường làm đây là kháng thể của HB, SAB, là cái kháng thể để bảo vệ cơ thể khỏi cái viêm gan B đó. Và để tiêm phòng thì nếu như kháng thể ở cái mức từ nhỏ hơn 10mg trên lít thì thường là chưa có kháng thể và lúc đấy chúng ta nên tiêm phòng. Còn nếu lượng kháng thể từ 10 đến 100 thì chúng ta có kháng thể nhưng ở mức thấp, và cái này thì có thể chúng ta đã có yếu tố tiếp xúc rồi và lúc đấy thì chúng ta nên tiêm phòng nhắc lại. Còn nếu mà lượng kháng thể trên 100 thì được gọi là kháng thể là tương đối là an toàn, và như vậy thì lúc đấy thì chúng ta có thể không cần phải tiêm phòng nữa và theo dõi sau 3 năm chúng ta kiểm tra lại. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ. Khán giả ở địa chỉ Facebook Thiên Bảo, sau khi nghe xong câu trả lời của thạc sĩ thì hy vọng rằng là khán giả cũng đã có cho mình những thông tin cần thiết là cần phải xét nghiệm những chỉ số nào, và chắc chắn rằng ở Bệnh viện Đa khoa Medlatech thì đều có những dịch vụ này dành cho khán giả Thiên Bảo. Và ở hiện nay thì ở bệnh viện cũng có dịch vụ đó chính là lấy mẫu xét nghiệm tại nhà. Chúng ta có thể liên hệ theo hotline hoặc là ngay lập tức để lại số điện thoại của mình. Những nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ trực tiếp gọi điện liên hệ để giải đáp tất cả những câu hỏi, những yêu cầu của khán giả. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo Minh Thu xin phép được đọc đến từ một địa chỉ Facebook có tên là Lam Nguyễn. Chào bác sĩ, hôm trước mẹ tôi có đi siêu âm, bác sĩ bảo bị gan nhiễm mỡ nhẹ. Cho tôi hỏi rõ về bệnh lý này vì thấy bà kể rằng bà cũng không rõ lắm, rằng là mẹ tôi có cần phải kiêng ăn hay là kiêng uống hay là cần phải uống thuốc gì hay không ạ? Vì tôi thấy là mẹ tôi đi khám mà không mang thuốc nào về. Câu hỏi này thì xin mời phó giáo sư ạ. Vâng, cái gan nhiễm mỡ ấy, như hồi đầu tôi nói ấy, thì trước khi chúng ta không quan tâm lắm, nhưng mà hiện nay chúng ta thấy rằng cái tình trạng gan nhiễm mỡ ở người Việt Nam chúng ta nó dần dần rất là tăng cao. Thì từ năm 1994 khi mà tôi đi Pháp ấy, thì người ta đã nói về cái điều trị gan nhiễm mỡ rất là nhiều rồi. Nhưng mà ở Việt Nam cái hồi năm 1994 hầu như cái sự hiểu biết về gan nhiễm mỡ chúng ta nó không nhiều. Nhưng mà trong thời gian gần đây ấy, thì cũng có rất nhiều bệnh nhân quan tâm đến gan nhiễm mỡ, và cũng có rất nhiều các cái phương pháp điều trị gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, tôi cứ hay nói với bệnh nhân là điều trị viêm gan virus B ấy, thì chúng ta chỉ cần uống thuốc và có một số cái chế độ là ok. Nhưng mà đối với điều trị gan nhiễm mỡ chúng ta phải có rất là nhiều các cái phối hợp với nhau. Tôi vẫn nói nhìn nó như là kiểng ba chân ấy. Một là chế độ ăn uống. Đấy, chúng ta phải ăn uống khi mà bệnh nhân được chẩn đoán gan nhiễm mỡ ấy, thì chúng ta phải hạn chế những chế độ ăn mà có nhiều cái protein hoặc là nhiều mỡ, hoặc là những các cái ví dụ như là tim gan bầu dục ấy, thì chúng ta không nên ăn nhiều rau, ăn lạc, ăn đậu, những cái đấy là để hạn chế cái gan nhiễm mỡ. Thứ hai là chúng ta phải luyện tập
tập thể dục đấy. Tất nhiên luyện tập thể dục thì tùy thuộc vào cái độ tuổi của mình nó phù hợp thế nào, có thể đi bộ hoặc là tập gym hoặc là tùy thuộc vào cái điều kiện hoàn cảnh của mình. Và thứ ba là uống thuốc, tức là ba cái đấy nó như là một cái kiềng ba chân ấy. Thiếu một mình chỉ uống thuốc mà chúng ta cứ ăn thoải mái thì không có tác dụng, hoặc là chúng ta uống thuốc nhưng mà không chịu tập thể dục thì cũng hoàn toàn không có tác dụng, thì chúng ta cần cố gắng phối hợp với ba cái điều như thế. Tuy nhiên về cái nguyên nhân của gan nhiễm mỡ thì cũng có rất là nhiều các nguyên nhân. Thường những người cao tuổi thì thường là gan cũng hay bị gan nhiễm mỡ, nhưng mà đặc biệt những người cao tuổi mà lại bị tiểu đường ấy, thì trên nền đấy thì rất hay có những gan nhiễm mỡ. Thì trong trường hợp nếu mà gan nhiễm mỡ chỉ là độ 1 ấy, thì chúng ta cũng chưa cần điều trị gì, mà chủ yếu là chúng ta chế độ ăn. Nhưng nếu nó từ S2, S3 thì chúng ta có thể là điều trị cho bệnh nhân. Và cái điều mà chẩn đoán gan nhiễm mỡ ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái thứ nhất là chúng ta xem các xét nghiệm về sinh hóa máu có vấn đề gì không. Ví dụ như là có thể xảy ra gan nhiễm mỡ xảy ra ở những người mà có tăng mỡ máu này, tăng acid uric này, hoặc là bệnh nhân tiểu đường này. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta cần siêu âm, và đặc biệt nữa là chúng ta cần cái đo fibroscan ấy. Thế, tức là những cái máy fibroscan mà hiện nay ở Medatech có ấy, thì vừa chẩn đoán được cái độ sơ hóa gan, và thứ hai nữa là vừa chẩn đoán được gan nhiễm mỡ, thì bác sĩ sẽ dựa vào đó để cho bệnh nhân những lời khuyên và điều trị cho nó phù hợp. Dạ, xin được cảm ơn phó giáo sư. Chắc là vị khán giả này cũng đang thông thường thì nghĩ rằng là khi mà đến bệnh viện hoặc là đến phòng khám là để xét nghiệm mà phát hiện ra bệnh thì thường là sẽ có những loại thuốc được chỉ định mang về. Vậy thì rất là mong phó giáo sư có thể chia sẻ thêm là trong cái kiềng ba chân đấy thì có một cái kiềng đó chính là việc sử dụng thuốc, thì bệnh nhân nên sử dụng những loại thuốc có những thành phần nào ạ? Những loại thuốc mà sử dụng để sự cho bệnh nhân ấy, thì có thể là cái những gan nhiễm mỡ ấy, thì có thể là sữa đậu nành, hoặc là những cái Uroso, đấy là những cái thuốc mà để có thể sử dụng cho những trường hợp bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Dạ, như vậy là những cái thực phẩm này không hề khó kiếm đúng không ạ? Dạ vâng, chúng cũng rất dễ. Cảm ơn phó giáo sư. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những câu hỏi tiếp theo. Có một câu hỏi cũng liên quan đến vấn đề mà lúc nãy phó giáo sư đã chia sẻ, đó chính là về việc một bà mẹ mang bầu mà đang bị mắc viêm gan B thì chúng ta sẽ phải làm những cái công việc như thế nào để có thể đảm bảo rằng là hạn chế việc là em bé bị mắc bệnh. Câu hỏi đến từ Facebook Nguyễn Thảo. Thưa bác sĩ, em muốn hỏi là em bị viêm gan B và đang có thai. Nếu làm tổng quát các xét nghiệm về gan, xem nguy cơ lây nhiễm cho bé và xem tình trạng bệnh gan của em thì sẽ cần phải làm những xét nghiệm gì ạ? Vâng, thì em đang có bầu và em lại có viêm gan B. Thì như phó giáo sư Ngọc cũng đã chia sẻ rồi đúng không ạ? Về người mang thai mà lại bị viêm gan B thì chúng ta phải lưu ý là có thể lây truyền cho con trong lúc sinh nở. Vì vậy, phụ nữ mang thai thì chúng ta cần phải làm các xét nghiệm để đánh giá cái tổn thương của gan do virus viêm gan, như là đo tải lượng, xét nghiệm men gan này, và đo tải lượng virus. Và tùy vào cái tải lượng virus thì bác sĩ sẽ cho chỉ định điều trị. Và đặc biệt là ở cái giai đoạn mà sinh con ấy, thì bác chắc chắn là phải điều trị bằng thuốc ức chế virus để giảm cái việc lây nhiễm từ mẹ sang con. Vâng, tiếp theo ý kiến của thạc sĩ Quế thì tôi cũng muốn tham luận một chút. Thì chúng ta biết rằng người ta đã nghiên cứu, người ta thấy nếu mẹ chỉ mang kháng nguyên bề mặt, tức là HBS dương tính, hoặc mà HBE và ADN âm tính, HBE, AG âm tính và ADN âm tính, thì cái khả năng lây truyền cho mẹ từ mẹ sang con rất là thấp, khoảng 20-30% thôi. Nhưng nếu người mẹ vừa có HBS AG dương tính này, vừa có ADN tăng cao như vừa 10^6 trở lên, hoặc là HBE AG dương tính thì khả năng truyền cho con rất là cao, như nãy tôi nói đấy, thì 80%. Và những trường hợp đó thì bắt buộc vào tháng thứ 6 người mẹ phải uống thuốc và em bé sinh ra phải tiêm hai thứ vaccine và kháng thể. Còn nếu mà người mẹ mà chỉ có mang HBS AG dương tính thôi mà ADN nó không có âm tính và HBE cũng âm tính thì người mẹ tháng thứ 6 có thai tháng thứ 6 không cần uống thuốc, mà em bé chỉ cần em bé sinh ra và tiêm vaccine và kháng thể là đủ. Và một cái điều mà tôi thực tế tôi thấy rất là nhiều các cái bà mẹ bị, hoặc là gia đình có người có mẹ đang mang bầu ấy, thì cũng cứ hỏi là thế thì khi mà mình bị viêm gan virus B thì chọn cái phương pháp mổ để cho giảm cái nguy cơ truyền lây truyền cho con có được không. Thì báo cáo với quý vị khán giả thì người ta đã nghiên cứu, người ta thấy rằng là giữa mổ và không mổ thì không khác nhau về cái tỷ lệ lây truyền. Cho nên là tốt nhất là nếu mình không may bị nhiễm gan B thì cứ để cho một cách, nếu đẻ tự nhiên được thì chúng ta cứ đẻ tự nhiên, chứ chúng ta đừng chọn một cái phương pháp can thiệp để hy vọng là có kết quả, thì báo cáo là nó hoàn toàn không có kết quả.
Dạ. Hai chuyên gia của chúng ta thì vừa đưa ra những lời giải đáp hết sức chi tiết, và chắc chắn rằng là chủ nhân của Nick Facebook Nguyễn Thảo cũng đã có được cho mình một lộ trình rằng là sẽ cần phải làm những xét nghiệm gì, vào giai đoạn nào sẽ cần phải bổ sung hay là sẽ phải điều trị như thế nào. Và cũng xin được chúc cho khán giả ở địa chỉ Facebook Nguyễn Thảo có thể hoàn toàn yên tâm giữ sức khỏe để cho cả mẹ và con sẽ đảm bảo sức khỏe mẹ tròn con vuông. Tiếp theo chúng ta sẽ có những câu hỏi khác. Hiện tại thì Minh Thu đang nhận được rất là nhiều câu hỏi và sự tương tác đến từ quý khán giả. Rất mong quý vị tiếp tục tương tác, comment, đặt câu hỏi. Câu hỏi kèm theo số điện thoại ạ. Quý vị lưu ý, bởi vì thời lượng của chương trình không có nhiều, cho nên nếu những câu hỏi của quý vị mà vẫn chưa được giải đáp trực tiếp tại thời gian này thì các chuyên gia của chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến số điện thoại của quý vị để có thể tư vấn và giải đáp đến quý vị. Và quý vị cũng đừng quên là vào cuối chương trình thì chúng tôi cũng có những phần quà, đó chính là những voucher sử dụng dịch vụ trị giá 1 triệu đồng quý vị nha. Chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi tiếp theo đến từ địa chỉ Facebook Ban Mai. Thưa chuyên gia, chồng em bị viêm gan, người ta bảo là có bệnh thì phải đi vái tứ phương. Em hỏi thăm thấy nhiều người mách là nên uống thuốc nam như là cây chó đẻ hay là hạ diệp châu. Em đang phân vân không biết là nên lựa chọn cho chồng em phương pháp nào. Bác sĩ cho em hỏi là uống thuốc nam thì có khỏi bệnh hay không, hay chúng ta nên điều trị tây y ạ? Thưa phó giáo sư. Cái câu hỏi của bạn ấy thì nó rõ ràng là chưa rõ. Thì như tôi nói là cái tổn thương gan thì có rất là nhiều các loại nguyên nhân. Thì chúng ta phải dựa vào những cái nguyên nhân gây bệnh để chúng ta điều trị cho nó phù hợp. Nếu trong trường hợp mà chồng bạn mà chỉ có tăng men gan thôi thì chúng ta có thể uống một số các cái loại thực phẩm chức năng như là hoặc là thuốc đông y như là cây chó đẻ, răng cưa thì chúng ta thấy cũng có tác dụng là giải độc gan hoặc hạ men gan cũng được. Tuy nhiên nếu mà không may mà bạn bị viêm gan virus B hoặc C thì rõ ràng là uống những cái loại đấy là hoàn toàn không có tác dụng, mà chúng ta cần phải đi kiểm tra xem là mình bị tăng men gan do nguyên nhân nào thì chúng ta sẽ cho thuốc cho nó có tác dụng. Hoặc nữa tăng men gan mà do tự miễn chẳng hạn thì rõ ràng chúng ta uống cái cây chó đẻ răng cưa hoặc là các cái loại như bạn vừa nói ấy, thì hoàn không có tác dụng, mà chúng ta phải có những cái thuốc mà điều trị những bệnh lý tự miễn hoặc là những bệnh lý về viêm gan virus, hoặc là có những trường hợp mà tăng men gan do những cái bệnh ví dụ như là sán lá gan chẳng hạn, mà cái sán lá gan hoặc cái sinh trùng ở người Việt Nam chúng ta cũng rất là hay gặp, thì chúng ta cũng sẽ cho những cái thuốc như nó phù hợp để điều trị những sán lá gan hoặc ký sinh trùng thì là bệnh nó sẽ ổn định hơn. Như vậy quan trọng là chúng ta cần phải xác định chính xác và chi tiết xem là mình đang ở loại bệnh nào và ở giai đoạn nào, đúng không ạ? Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư. Chúng tôi đang tiếp tục nhận được rất là nhiều câu hỏi từ quý khán giả. Xin được tiếp tục với câu hỏi sau đây đến từ địa chỉ Facebook Kim Liên Dương. Xin hỏi bác sĩ, bị nang gan về lâu dài có bị làm sao không ạ? Và cũng mong bác sĩ cho biết cách điều trị. Trân trọng cảm ơn bác sĩ. Có lẽ là trước kia khi mà chúng ta chưa có siêu âm gan ấy, thì chúng ta cũng không để ý là trong cái gan nó có nang hay không. Cái hiện tượng nang trong cơ thể nó rất là nhiều. Có người thì nang gan, nang thận và có cả nang phổi nữa. Thì chúng ta biết là đối với trường hợp bệnh nhân bị nang gan ấy, thì chúng ta hoàn toàn không phải điều trị gì hết mà chúng ta theo dõi. Nếu mà trong trường hợp nếu mà cái nang gan ấy, thì trong đấy thường nó có thể nước hoặc là có dịch, thì nó cứ diễn biến một cách tự nhiên thôi, nó không phải cần can thiệp gì cả. Thì trong y văn cũng có một số trường hợp, ví dụ như cái nang rất to có thể gây ra chèn ép thì người ta có thể hút cái dịch ở trong đó ra. Nhưng còn nói tóm lại, nang gan là cái biểu hiện mà chúng ta hầu như không phải cần lo lắng gì cả. Vâng ạ, nhưng mà nếu như mà có điều kiện thì trong những cái lần mà chúng ta đi xét nghiệm tổng thể về gan thì cũng nên kiểm tra để ý xem là tình trạng của nó như thế nào, có nguy hiểm hay không. Thì đấy, như tôi nói là vẫn phải thường xuyên là cứ 6 tháng kiểm tra một lần. Vâng ạ. Thì chúng ta ngoài cái kiểm tra chức năng gan thì bao giờ chúng ta cũng phải siêu âm gan. Và siêu âm gan thì chúng ta sẽ biết được rằng cái tổn thương nang nó thế nào. Dạ, xin cảm ơn phó giáo sư. Liên tục có rất nhiều câu hỏi và Minh Thu xin phép được tăng tốc để có thể trả lời được nhiều nhất câu hỏi của quý vị. Câu hỏi tiếp theo đến từ địa chỉ Facebook Thùy Linh. Bác sĩ cho em hỏi, người nhà em bị viêm gan B nhưng ở tỉnh thì không có điều kiện đi khám thường xuyên và có thể sử dụng dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà của Medlatech tại tỉnh, thì có thể làm các xét nghiệm để theo dõi và khoảng thời gian là bao lâu ạ? Như vậy là địa chỉ Facebook Thùy Linh này thì muốn hỏi rằng là bạn ấy muốn sử dụng dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà của Medlatech thì có làm được không và khoảng thời gian là bao nhiêu lâu? Cũng không rõ là bạn đang ở tỉnh nào, nhưng hiện tại thì Medlatech đang lấy mẫu trên 47 tỉnh thành trên cả nước. Và các mẫu để làm các xét nghiệm đánh giá viêm gan B thì ở các tỉnh các bạn cũng đều có thể lấy được. Ví dụ như là một số tỉnh mà đã có phòng lab thì các bạn có thể chạy các xét nghiệm như là men gan hay là các
các HBsAg, HBeAg, HBeAb, còn các cái tải lượng virus thì đã chuyển về Hà Nội để thực hiện. Còn đa phần là các tỉnh thì đều có thể thu gom và lấy mẫu được. Và các bạn thông thường là mẫu thì cái kết quả sẽ được trả trong ngày. Ừ, ngay trong ngày luôn ạ. Vâng ạ. Như vậy là khán giả ở địa chỉ Facebook Thùy Linh có thể hoàn toàn yên tâm rằng với câu trả lời vừa rồi thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm rằng là với dịch vụ này thì có thể lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả trong ngày. Nên nếu như mà bạn đang có nhu cầu gì thì chúng ta có thể liên hệ ngay. Câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả có địa chỉ Facebook Nguyễn Hà Trang. Thưa bác sĩ, em được biết tại Medlatech sau khi xét nghiệm viêm gan B sẽ có dịch vụ tiêm phòng vaccine viêm gan B cho trẻ em và người lớn. Vậy em có thể sử dụng dịch vụ tiêm phòng tại những cơ sở nào của Medlatech ạ? Em xin cảm ơn. Hiện tại ở Medlatech thì có đang tiêm phòng tại 42 Nghĩa Dũng và 99 Trích Xài, phòng khám Medlatech Tây Hồ tại 99 Trích Xài và bệnh viện đa khoa Medlatech tại 42 Nghĩa Dũng. Như vậy là chúng ta có hai địa chỉ. Như vậy là khán giả địa chỉ Facebook Nguyễn Hải Trang có thể lưu ý hai địa chỉ vừa rồi mà Thạc sĩ Quế có chia sẻ, để nếu như chúng ta có nhu cầu thì có thể đến với hai địa chỉ này để thực hiện nguyện vọng cũng như là dịch vụ của mình. Và cũng đừng quên rằng là khán giả cũng sẽ có cơ hội để nhận về cho mình voucher sử dụng các dịch vụ trị giá 300.000 đồng nếu như chúng ta để lại comment có chữ quà tặng cộng theo số điện thoại. Còn nếu như mà khán giả Nguyễn Hải Trang mà muốn nhận được phần quà cao hơn nữa thì chúng ta hãy vui lòng tham gia chương trình mini game sẽ diễn ra sau một ít phút nữa để có thể nhận về cho mình phần quà, đó chính là voucher trị giá 1.000.000 đồng nhé. Những câu hỏi tiếp theo ạ, có một câu hỏi đến từ khán giả có địa chỉ Facebook là Hương Cận. Bác sĩ cho em hỏi, em bị viêm gan B. Con em đẻ ra đã tiêm huyết thanh và vaccine viêm gan B, hiện đang tiêm vaccine 6 in 1 mũi thứ 2. Sang tháng tới thì sẽ tiêm thêm mũi thứ 3 của vaccine 6 in 1. Liệu tiêm như thế thì đã ổn hay chưa, hay là còn cần phải tiêm thêm mũi nào nữa, thưa bác sĩ? Cái vấn đề mà như tôi trình bày từ lúc nãy đấy, tức là trong trường hợp mà bạn bị viêm gan B thì bạn phải xét nghiệm xem là khi có thai tháng thứ 6 ấy, thì bạn phải uống thuốc để cho giảm cái tài lượng virus, thì giảm cái khả năng mà lây truyền từ mẹ sang con. Đấy là một cái đầu tiên. Và thứ hai nữa là bé sinh ra phải tiêm cả vaccine và cả kháng thể ấy. Thì chúng ta biết rằng là cái mũi đầu tiên ấy thì chưa, cái mũi vaccine đa giá thì chưa tiêm trong lúc mới đẻ, mà chỉ đối với trường hợp mà mẹ bị viêm gan thì chúng ta phải tiêm vaccine viêm gan B ngay từ lúc mới đẻ, mới sinh. Và sau một tháng thì cũng vaccine đa giá là chúng ta cũng chưa tiêm. Thì cho nên là thường bao giờ tôi cũng khuyên bệnh nhân và những trường người mẹ mà bị viêm gan virus B ấy, thì là con sẽ tiêm hai cái mũi vaccine đơn giá, tức là mũi đầu tiên là mới đẻ này, mũi thứ hai là sau một tháng, và cái mũi thứ ba là khi mà bé được 2 tháng thì có thể là tiêm 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 thì nó đều được cả. Thì trong trường hợp nếu mà sau 2 tháng mà tiêm mũi 5 trong 1 rồi thì nếu mà tháng thứ ba có cái liều thì chúng ta vẫn tiêm được, cũng không có sao cả. Đã, xin cảm ơn bác sĩ. Như vậy là khán giả ở địa chỉ Facebook Hương Cận có thể hoàn toàn yên tâm. Chúng ta có những câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả của địa chỉ Facebook là Nguyễn Thế Tùng. Bệnh nhân men gan tăng gấp đôi, Trường Diễn, đã xét nghiệm các viêm gan virus ABC âm tính, HBCAB âm tính, các xét nghiệm bệnh lý tự miễn âm tính bình thường, thì các bác sĩ cho em hỏi là có nên sinh thiết gan không ạ? Cái trường hợp mà có bạn mà tất cả các virus viêm gan đều âm tính này, rồi viêm gan tự miễn cũng âm tính này, thì cái đấy cũng là chúng tôi cũng rất hay gặp, và những trường hợp đó cũng rất là khó chẩn đoán. Thì trong trường hợp đó, như thế thì một cái biện pháp mà chúng ta để cho giúp chúng ta chẩn đoán một cái tốt hơn là chúng ta cũng nên sinh thiết gan. Câu hỏi tiếp theo đến từ khán giả có địa chỉ Facebook là Hoàng Thanh. Em xin hỏi Phó Giáo sư Ngọc, chỉ định điều trị thuốc kháng virus với những bệnh nhân dưới 30 tuổi, men gan không tăng, HBeAg cộng, định lượng virus rất cao khoảng 10 mũ 8. Bệnh nhân này có chỉ định dùng thuốc kháng virus chưa ạ? Em cảm ơn Phó Giáo sư. Trước kia tất cả những trường hợp mà bệnh nhân men gan chưa tăng ấy, thì men gan chưa tăng mà dù là tải lượng virus nó rất cao từ 10 mũ 7 trở lên ấy, thì là bệnh nhân dưới 40 tuổi là chưa cần điều trị. Nhưng hiện nay cái quan điểm mới ấy, nếu bệnh nhân mà cái tải lượng virus là cao, men gan bình thường, thì là bệnh nhân trên 30 tuổi chúng ta xem xét vấn đề điều trị. Đặc biệt
Nhưng trong những gia đình mà có những người bị ung thư gan hoặc xơ gan thì chúng ta có thể điều trị sớm. Nhưng mà trong trường hợp mà nếu mà men gan nó vẫn đang bình thường, tải lượng virus tăng cao, bệnh nhân dưới 30 tuổi mà chúng ta thì chúng ta chưa cần điều trị đặc hiệu. Nhưng chúng ta cũng nên kiểm tra là xem là cái độ xơ gan như thế nào. Tôi đã gặp những trường hợp bệnh nhân mà cũng còn rất trẻ, men gan chưa bao giờ tăng, tải lượng virus thì cũng tăng một cách vừa phải thôi, nhưng mà khi mà đo độ xơ gan ấy thì đã F2, F3 rồi, tức là những trường hợp đấy là tổn thương gan rồi thì chúng ta cũng nên vấn đề điều trị. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là tất cả cái điều trị đó thì phải theo cái chỉ định của bác sĩ chuyên khoa gan. Tôi gặp rất là nhiều các bệnh nhân khoảng 20 tuổi, 25 tuổi, men gan chưa bao giờ tăng, thậm chí tải lượng virus chỉ có 10, 4, 5 thôi, thì đã bị điều trị. Thì rõ ràng cái này hoàn toàn đấy là điều trị rất là sai. Bởi vì là điều trị với gan B, ấy, chắc là anh đã biết là điều trị nó không phải là 1, 2 năm đâu, mà điều trị cả đời. Ví dụ như một bệnh nhân, cháu nó mới 20 tuổi mà bắt điều trị trong lúc chưa có chỉ định, thì nó rất là tội nghiệp nó. Cho nên là đến lúc nào mà có chỉ định điều trị thì chúng ta hẳn điều trị. Nhưng mà ngược lại thì tôi cũng đã tiếp xúc rất là nhiều bệnh nhân, thế cứ thấy là virus là 10, 8, 9 là cuối cùng là bảo chị không cho em điều trị thì con em nó sau này nó thế này thế nọ. Bảo được rồi, chị sẽ hướng dẫn em, chị chưa điều trị cho em, chứ không phải là chị không điều trị. Nhưng mà em cứ theo dõi khoảng 3, 4 tháng em đi kiểm tra lại, lúc nào cần điều trị thì sẽ điều trị tiếp cho bệnh nhân. Một trong những yếu tố quan trọng nữa đó chính là tâm lý, đúng không ạ? Đúng rồi. Đa phần là những bệnh nhân, nhưng mà khi mà có bệnh thì rất là lo lắng rằng là những người thân của mình, đặc biệt là con thế hệ sau bị, cho nên thường là họ có tâm lý như thế. Nhưng hy vọng rằng là qua chia sẻ của phó giáo sư thì chúng ta cũng có thể yên tâm hơn phần nào rằng giai đoạn nào cần phải làm gì thì đều đã có những chuyên gia hướng dẫn rồi. Chúng ta có rất nhiều những câu hỏi đang có ở đây, tuy nhiên thời lượng của chương trình ngày hôm nay thì không có nhiều, nên quý vị lưu ý rằng là những câu hỏi của quý vị thì nên kèm theo số điện thoại để các chuyên gia của chúng tôi sau khi kết thúc chương trình sẽ trực tiếp gọi điện đến quý vị nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo đến từ địa chỉ Facebook là Cười Ra Tiền, có nội dung như sau: tôi thấy hiện nay rất nhiều người bị ung thư, bác sĩ cho tôi biết muốn xét nghiệm có ung thư hay không thì chúng ta cần phải xét nghiệm, cần phải làm những xét nghiệm gì để tôi đi kiểm tra. Câu hỏi này thì xin phép được hỏi thạc sĩ. Để xác định có ung thư hay không thì trước hết là chúng ta cũng trong các xét nghiệm thì chúng ta kiểm tra về các mắc cơ ung thư. Trong ung thư gan thì có hai xét nghiệm thường được kiểm tra, đấy là alpha HP và PIK2. Ngoài ra thì chúng ta có thể kiểm tra bộ ba là alpha HP, alpha HPL3 và PIK2. Từ cái bộ ba này thì chúng ta có thể đánh giá được cái nguy cơ, nghĩa là có thể hiện tại chúng ta trên hình ảnh chúng ta chưa có một cái dấu hiệu gì của ung thư, nhưng chúng ta có thể đánh giá được cái nguy cơ trên những cái bệnh nhân mà có viêm gan virus. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ. Có một câu hỏi tiếp theo của khán giả Hoàng Thanh đang hỏi bác sĩ về việc là chỉ định dùng thuốc kháng virus. Tiếp theo câu hỏi đó thì có hỏi rằng là người nhà em định lượng kháng thể kháng viêm gan B là lớn hơn 10, vậy thì có cần phải tiêm vaccine không ạ? Trong trường hợp mà khi mà chúng ta tiêm vaccine ấy, thì cái định lượng cái H, tức là chưa bao giờ tiêm vaccine gì, nhưng mà xét nghiệm thấy HPS là tăng là trên 10 gì. Đúng thì chưa? Thì như thế thì cũng tăng, nhưng mà để trong có khả năng bảo vệ được thì là chưa đủ. Cho nên những trường hợp mà cái kháng thể mà nó còn trên 10 nhưng mà ví dụ như là 50 hoặc là 100 thì chúng ta không cần tiêm, nhưng mà nếu trên 10 thì chúng ta nên tiêm. Một câu hỏi nữa đến từ khán giả Hà Trương. Bác sĩ cho em hỏi, con em mới được 6 tháng tuổi, men gan tăng cao nhưng không bị viêm gan A, B, C mà bị virus ở CMV. Em đang rất lo và tìm hiểu thấy virus này gây ảnh hưởng lâu dài và không có vaccine hay thuốc diệt virus. Em không biết bé bị bẩm sinh hay là lây truyền thì mẹ có cần xét nghiệm kháng thể virus hay không? Và em nên phòng các nguy cơ cho bé như thế nào? Trong trường hợp hiện nay ấy, vấn đề mà trẻ em mà bị cái nhiễm CMV ấy thì cũng rất là hay gặp, và nhiều trường hợp là lây truyền từ mẹ. Thế thì trong trường hợp đó, nếu mà men gan tăng cao ấy, mà định lượng có virus CMV nó cũng phát triển ấy, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng điều trị những cái thuốc chống virus cho em bé. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của hai chuyên gia.